những thói quen không nên cho làn da của bạn. Mọi người sẽ không đi ra ngoài khi mà chưa bôi kem chống nắng. Chúng ta sẽ cần bôi kem chống nắng ít nhất từ 1 đến 2 lần và bôi trước 20 phút trước khi đi ra ngoài. Các chị em ngồi văn phòng thì hoàn toàn có thể là bôi kem chống nắng vào buổi trưa, apply lại một lớp mỏng nhẹ và chúng ta chỉ cần dành ra 5 đến 10 phút thôi. Thói quen thứ hai là mọi người sẽ không nên lạm dụng tẩy da chết hóa học quá đà, ví dụ như những hoạt chất là AHA, BHA. Vì khi chúng ta lạm dụng tẩy da chết hóa học quá đà dẫn đến cái tình trạng là da sẽ bị bào mòn, sẽ bị mỏng, sẽ bị yếu. Thói quen không tốt thứ ba, chúng ta không nên tập trung vào những hoạt chất điều trị quá mà hãy nên tập trung vào gia tăng độ ẩm cho da, phục hồi cho da, tăng cái hàng rào bảo vệ cho nền da của mình. Thói quen thứ tư thì em thấy các chị em đang khá nhiều người mắc phải nhá, là mọi người hay lấy tay này tự nặn mụn này, cậy mụn này, hay sờ nắn ở trên khuôn mặt của mình. Thì bình thường tay chúng ta đã tiếp xúc với các đồ vật không sạch chẳng hạn, thì vô hình chung là chúng ta đã đưa những cái vi khuẩn đó lên trên da rồi và hoàn toàn có thể gây nên cái tình trạng da bị mụn này hay là bị nhiễm khuẩn. Vậy nên chúng ta không nên lấy tay rồi lên mặt tự cậy nặn mụn nhé. Thói quen tiếp theo, mọi người không nên sử dụng khăn mặt để rửa mặt nữa, bởi vì khăn mặt là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn. Chúng ta hãy thay vào đó là sử dụng bông tẩy trang sạch để rửa mặt nhé. Và còn rất nhiều những thói quen không tốt cho nền da nữa, mọi người hãy cho em xin một vài những cái bình luận ở dưới phần comment này nhé.